Cảm ơn Chúa và rất là vui mừng để có thể đón chào tất cả quý tôi tới Chúa cùng với tất cả bà anh em nhóm học ở tại đây hoặc ở tại trên mạng. Và xin mời tất cả quý bà anh em, những người ở gần khu vực vùng cam này, chúng tôi xin mời quý vị có thể đến và nhóm thờ phượng của chúng tôi ở tại địa chỉ 14200 đường Golden West, thành phố Westminster, California. 14200 đường Golden West, thành phố Westminster, California. Và chúng tôi rất là vui mừng để gặp gỡ tất cả quý vị đến lời khen Chúa thờ phượng, và chúng ta cùng nhau thực hiện khải tượng 20% là khải tượng chép rằng là sẽ có một sự tăng trưởng 20% dân số sẽ đến tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua và làm Chúa trên cuộc đời của họ. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và xin Chúa Ngài sử dụng mỗi đời sống của quý vị, bạn, chị em và tôi để rồi chúng ta sẽ đi ra rao giảng lời của Chúa, kết nối thân thể của Chúa và cùng nhau truyền bá phúc âm. Ngõ hầu sẽ có những sự phóng hưng rất lớn sẽ xảy ra ở tại đất nước của chúng ta, tại hội thánh của chúng ta, và đem những sự phước hạnh của Chúa đến cho muôn dân nữa. Hallelujah. Bây giờ này chúng ta sẽ đến với Chúa ở trong sự ngợi khen và trong sự thờ phượng. Nếu quý vị muốn vỗ tay, quý vị muốn nhảy múa với ngợi khen Chúa bằng cả tấm lòng của mình, hãy tự do đến với Chúa và chúng ta đến với Chúa và chúc tán danh của Ngài. Chúng ta cầu nguyện cũng giống như chủ đề mà chúng ta sẽ đã học ở trong tuần vừa rồi và trong tuần này, đó là xin Chúa Ngài ban thêm dầu cho mỗi đời sống của chúng ta, và xin Chúa Ngài sức dầu, Ngài thêm sức cho mỗi đời sống của chúng ta để chúng ta được ơn trước mặt Ngài, chúng ta được mạnh mẽ trên mỗi đời sống của chúng ta và tiếp tục làm vinh hiển cho danh của Chúa. Amen. Xin Chúa Ngài sức dầu cho mỗi đời sống của chúng ta.